Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 1, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ ban ngành trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Gần đến Tết Nguyên đán, các hộ sản xuất bánh đa ở Quỳnh Phụ đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp đơn hàng giao cho khách. Trong năm 2023, tỉnh Thái Bình ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 585 ca nội sinh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ ban ngành trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và thành viên đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. 3 năm qua, Thái Bình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 trong bối cảnh rất khó khăn, song được sự lãnh đạo giúp đỡ kịp thời hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai bài bản, đồng bộ, toàn diện, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đặc thù của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, có lộ trình, bước đi vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 8,18%. Quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt gần 68.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần năm 2020. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân ước đạt 9,7% một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,4 triệu đồng một người, gấp 1,2 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiều năm liền thuộc top đầu cả nước. Hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, khoa học, có tầm nhìn và nhiều định hướng đột phá. Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng, thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2023 đạt trên 4,1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với từ năm 2020 trở về trước. Riêng năm 2023, thu hút FDI đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 trên 63 tỉnh thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh Thái Bình mong muốn Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện để Thái Bình phát triển nhanh, bền vững. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành nghị quyết về đất biển, tạo điều kiện cho các địa phương ven biển mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, tạo đột phá với tầm nhìn dài hạn và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Quan tâm chỉ đạo bộ ngành liên quan xem xét hỗ trợ cho các địa phương bị giảm thu lớn vì nguyên nhân khách quan là các chính sách miễn giảm thuế do Trung ương ban hành, các cơ chế đặc thù để hỗ trợ một phần nguồn thu thuế xuất nhập khẩu tại khu kinh tế Thái Bình cho tỉnh để tái đầu tư hạ tầng khu kinh tế Thái Bình và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho các địa phương nơi có địa bàn khu kinh tế. Quan tâm hỗ trợ thêm cho tỉnh Thái Bình từ nguồn thu ngân sách trung ương ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư một số dự án trọng điểm của tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, các tuyến đường trục kết nối các khu chức năng trong khu kinh tế, tuyến đường từ thành phố đi Cồn Vành và đường cao tốc CT08. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và thành viên đoàn công tác chỉ đạo sớm triển khai quán triệt, hướng dẫn thi hành luật đất đai sửa đổi để các địa phương thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2024-2025 và những năm tiếp theo. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu các bộ, ngành trung ương ghi nhận và đánh giá rất cao sự phát triển của Thái Bình trong 3 năm qua, đặc biệt là trong thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng lợi thế thì Thái Bình cần phải năng động hơn nữa, mạnh mẽ trong đổi mới tư duy để phát triển nhanh và bền vững.
Các đại biểu cho rằng với rất nhiều lợi thế về giao thông, năng lượng, quỹ đất và khu kinh tế, tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong 3 năm qua. Cụ thể là tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm cao của cả nước, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu GDP của tỉnh. Theo các đại biểu, tỉnh Thái Bình cũng cần phải quan tâm đến việc đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo nguồn lao động cho phát triển khu kinh tế. Trong công tác quản lý đất đai, Thái Bình cũng là điểm sáng của cả nước với rất nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng giao thông và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Kiến nghị ban hành nghị quyết về lấn biển của Thái Bình là rất đúng đắn và cũng là kiến nghị của nhiều địa phương ven biển hiện nay để đảm bảo quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội. Trong cái quá trình mà quy hoạch các cái khu công nghiệp, chúng tôi cũng mong muốn tỉnh là quan tâm là bám sát cái hành lang ven biển, vừa nó thuận lợi cho vấn đề là giao thông để mà xuất khẩu, vừa là cũng có một cái quy hoạch tập trung không phân tán và cũng xác định được những cái khu vực là để mà hạn chế cái chuyển mục đích đất trồng lúa đến mức cao nhất và đảm bảo cho những cái khu vực bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa trong vấn đề lâu dài. Về ngành công thương thì báo cáo với các đồng chí hiện nay có quy hoạch 4 ngành trọng điểm, trong đó là năng lượng, khoáng sản, điện, vân vân, thì đề nghị là các đồng chí trong quá trình thực hiện kế hoạch, thực hiện quy hoạch của tỉnh thì các đồng chí hết sức cân nhắc và lưu ý các quy hoạch của ngành để đưa vào thực hiện cũng như là tránh cái trùng lắp và có kế hoạch triển khai thực hiện bài bản để có chính sách thu hút đầu tư kịp thời hơn trong thời gian tới. Nông nghiệp của Thái Bình cũng là một thế mạnh nổi trội của cả nước với sự tăng trưởng cao trong nhiều năm, với nhiều sản phẩm truyền thống. Song ngoài thị trường tiêu thụ truyền thống thì Thái Bình cũng cần nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tận dụng tối đa các lợi thế về truyền thống, kinh nghiệm để phát triển. Chúng tôi đồng ý với Thái Bình là lấn biển. Quốc hội đã thông qua luật đất đai có một điều 190 rồi. Thế bây giờ luật cái nghị định lấn biển thì các bộ ngành đã đồng ý hết rồi, đúng không anh ạ? Thế bây giờ chỉ còn ban hành nữa thôi thì nên là làm sớm. Và trong lấn biển thì báo cáo thì Quốc hội là riêng Thái Bình thì chắc là phải có những cái thí điểm cho làm trước. Đại biểu Bộ Giao thông Vận tải đánh giá Thái Bình là một trong những đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã và đang dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ cho tỉnh để phát triển hệ thống giao thông như tuyến đường bộ ven biển, dự án cao tốc CT08 và các tuyến đường kết nối khác. Thái Bình là tỉnh duy nhất là chưa có đường cao tốc tới tỉnh Thái Bình. Chính vì vậy nên là tỉnh cũng phối hợp với bộ là cũng tập trung để triển khai các cái tuyến đường cao tốc mà hiện nay đang triển khai để làm sao mà Thái Bình có cao tốc đến được tỉnh Thái Bình để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài kế hoạch trung hạn 21-25 thì đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm kinh phí cho một số các cái tuyến đường mà hiện nay đang triển khai trên địa phận tỉnh Thái Bình. Chia sẻ với những khó khăn trong thu ngân sách nhà nước năm 2023 của Thái Bình, đại biểu cho rằng việc hụt thu ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị của Thái Bình để cùng tháo gỡ. Thái Bình cần quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, bảo đảm tính liên kết không chỉ trong tỉnh mà cả liên kết vùng, ra soát quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị để nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Để thực hiện việc này thì cũng đề nghị tỉnh là rà soát lại chương trình phát triển đô thị để đáp ứng bám sát yêu cầu hiện nay, yêu cầu tình hình mới, điều kiện mới, rồi đáp bám sát cái thực tiễn phát triển của Thái Bình, từ đó có xây dựng cái lộ trình kế hoạch để chúng ta huy động nguồn lực thực hiện cái đầu tư nâng lên tỷ lệ đô thị hóa cũng như nâng lên chất lượng đô thị trên địa bàn. Các đại biểu cũng đánh giá rất cao công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Bình, đặc biệt là hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian qua. Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều khởi sắc, công tác lao động việc làm, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện sâu sát, hiệu quả, là tỉnh đứng top đầu của cả nước về việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đây là những thành tựu nổi bật, là cơ sở tạo tiền đề để Thái Bình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và thực hiện hóa các mục tiêu cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Thái Bình cần phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng tốt các tiềm năng lợi thế, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã được xác định trong quy hoạch tỉnh để đưa Thái Bình tiến nhanh, mạnh, bền vững. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua.
vượt lên mọi khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, quê hương Nam Tấn này không chỉ nổi tiếng về lúa gạo, mà còn được biết đến với sự vươn lên mạnh mẽ với những bước đi tiên phong năng động trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chuyển dần từ một tỉnh thuần nông từng bước trở thành tỉnh phát triển toàn diện vững chắc, đồng đều ở cả ba khu vực. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên, ý chí và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình, sự đổi mới tư duy, nhất là tư duy phát triển kinh tế với các giải pháp đồng bộ và tầm nhìn chiến lược phù hợp với xu thế phát triển. Những năm qua, đặc biệt là mấy năm gần đây, nền kinh tế tỉnh Thái Bình đã vượt qua khó khăn, phát triển ổn định và có nhiều khởi sắc. Thu hút đầu tư, nhất là FDI có sự tăng trưởng vượt bậc. Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành rõ nét, khẳng định được vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo niềm tin, sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có uy tín trên thế giới. Về kinh tế thì chúng tôi thấy rất ấn tượng là Thái Bình trong mấy năm vừa qua chúng ta biết cả nước rồi thế giới bị dịch giã Covid như thế, tình hình địa chính trị thế giới như thế. Nhưng có lẽ là một trong những rất ít tỉnh nhưng mà có cái tốc độ tăng trưởng 3 năm vừa qua là cao. 18%. Cái hiện tượng thứ hai của tôi thấy rất rõ là cái chuyển dịch cơ cấu các đồng chí là rất rõ rệt. Từ một tỉnh như thuần nông mà thuần về canh tác lúa. Mà bây giờ là công nghiệp đã chiếm tỷ trọng đến 45% cái quy mô của kinh tế của tỉnh rồi. Nông nghiệp là chỉ còn gần 20% thôi. Cái còn lại là công nghiệp và xây dựng, mà trong đó riêng công nghiệp là đã 45% rồi. Một cái ấn tượng đặc biệt nữa mà tôi thấy ít tỉnh đề cập là vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động. Một tỉnh thuần nông mà đến nay lao động nông nghiệp chỉ còn có 25%, mặc dù là tỷ trọng cái tỷ lệ đô thị hóa của chúng ta còn thấp. Cái căn cơ là chỗ này này, tôi thì rất quan tâm đến cái chuyển dịch cơ cấu về lao động. Quá trình này nếu mà chúng ta làm tốt thì tới đây cái thu nhập bình quân của người lao động sẽ cao lắm, của người dân sẽ cao lắm. Trong 3 năm mà các ông chí huy động một tổng một cái nguồn lực của toàn xã hội là gấp 3,5 lần của 5 năm trước. Chứ không phải so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ là 3 năm trước, đây là 5 năm trước mà gấp 3,5 lần. Riêng FDI là các ông chí đến đây là 4,1 tỷ đô nhưng mà năm ngoái là 3 tỷ đô. Cái này không có nguồn lực thì làm sao phát triển được. Thì cái này là cái rất là ấn tượng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa cách mạng, không chủ quan và thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Tiếp tục rà soát các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên tôi thấy là các ông chí toàn đảng bộ, các ông chí khát khao tìm cò tòi và khát khao phát triển như vậy là đúng lắm. Mà Bác Hồ nói là không nên cho như thế là đủ, mặc dù kết quả của chúng ta vừa rồi là rất ấn tượng. Thì chúng tôi cũng rất là mong công chí tiếp tục cái này. Và đường đi công chí đã đúng rồi, và cái cách mà công chí đã quan tâm là rất toàn diện rồi, đúng như lời dạy của Bác Hồ. Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Hiện nay công chí đã làm được một phần rồi đấy, tức là chúng ta rất toàn diện rồi. Tiếp tục đẩy cái này lên. Để chuẩn bị tâm thế cho cái việc mà chúng ta bước sang một cái giai đoạn phát triển mới. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này là tiếp tục rà soát các cái nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh. Tập trung nỗ lực làm sao đó có được cái kết quả cao nhất của cái nhiệm kỳ này. Chúng ta không chủ quan thỏa mãn, cố gắng cao nhất. Vì những cái tỉnh mà như còn xuất phát thấp như chúng ta là phải đi nhanh gấp đôi người khác. Cho nên tăng trưởng là phải đặt mục tiêu là phải 2 con số, không chị? Phải 2 con số trở lên. Mà chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta tăng trưởng 2 con số được. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã được xác định tại quy hoạch tỉnh. Coi trọng công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quan tâm đến phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, tăng cường quản lý, duy tu, nâng cấp đê biển và hệ thống thủy lợi, tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng sản xuất, thu hút đầu tư.
rồi coi trọng cái việc mà điều chỉnh cái quy hoạch đô thị, tuy là điều chỉnh cục bộ thôi nhưng mà vẫn phải cố gắng cái điều chỉnh, rồi quy hoạch nông thôn, cái này chuẩn bị đường đi nước bước cho dài hạn, rà soát lại quy hoạch sử dụng đất đai và cái này khác, rồi tính toán cái nhu cầu, nhất là muốn phát triển mạnh thì phải có hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng cho sản xuất, rồi phát triển đô thị thì gắn với kinh tế đô thị thì mới có tiềm năng phát triển được. Phối hợp với các bộ ngành trung ương và các địa phương để chúng ta thúc đẩy mấy cái trọng tâm chiến lược. Trước hết là tôi thấy Thái Bình hiện nay, trong giai đoạn hiện nay cũng như nhiệm kỳ tới đây là tập trung để mà hoàn thiện các cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trong tỉnh và hạ tầng kết nối. Hạ tầng trong tỉnh thứ nhất là hạ tầng về cái đô thị. Bây giờ thành phố trực thuộc tỉnh là phải lên đô thị loại 1, là phải phấn đấu cái đó, đúng không? Rồi hạ tầng cho sản xuất, đó là hạ tầng kinh tế, khu kinh tế Thái Bình và các cái khu công nghiệp. Tập trung mọi nỗ lực để mà hoàn thiện nhanh chóng nhất những cái thủ tục về đầu tư để mà triển khai các cái dự án này mà có cái hiệu quả cao nhất, nó khả thi nhất, nó hài hòa cái lợi ích của nhà nước, của cái nhà đầu tư, nhất là chúng ta đầu tư theo hình thức PPP mà, mấy dự án và hài hòa lợi ích của người dân, sau này người ta thụ hưởng nữa. Quan tâm phát triển nhà ở xã hội để mở mang không gian phát triển, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ra soát lại các luật mới được Quốc hội ban hành, đề xuất các luật cần sửa đổi bổ sung và ban hành mới, sớm hoàn thiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, rừng biển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đề xuất kiến nghị của Thái Bình, đồng thời đề nghị các bộ ngành phối hợp với tỉnh, nghiên cứu triển khai thực hiện. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, trân trọng tiếp thu những ý kiến phát biểu, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các ban bộ ngành trung ương đã dành cho Thái Bình. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với tỉnh, vững bước đi lên trên chặng đường tới. Chúng tôi biết rằng là để Thái Bình có thể theo kịp các tỉnh trong khu vực thì chúng tôi còn phải nỗ lực rất nhiều, trong đó trước hết là phải biết dành nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng, cho xã hội và tập trung cho phát triển con người. Mà chỉ có như thế thì mới có được cái phát triển bền vững. Đồng thời chúng tôi cũng đã quan tâm một cách đồng bộ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ chăm chú trọng vào phát triển công nghiệp và dịch vụ, không chỉ chăm thu hút đầu tư mà vẫn dành nguồn lực tập trung để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, coi đây là một thế mạnh truyền thống cũng như là cái lĩnh vực mà có tác động đến đại đa số người dân Thái Bình, đồng thời cũng là điểm tựa của kinh tế xã hội Thái Bình. Trên cơ sở đó thì với buổi làm việc hôm nay thì chúng tôi trân trọng cảm ơn, nhưng mà cũng rất mong đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Thái Bình phát triển mạnh mẽ vươn lên, vừa xứng với cái truyền thống và sự hy sinh của người dân Thái Bình, vừa theo kịp cho các tỉnh trong khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục những hạn chế, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ, tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động quốc tế xuất sắc, người đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu là phụng sự lợi ích của quốc gia dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm và làm việc tại khu công nghiệp Liên Hà Thái. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty cổ phần Green Park đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác kết quả phát triển khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đây là khu công nghiệp được thành lập sớm nhất trong khu kinh tế Thái Bình, được tỉnh xác định là dự án mở đường thu hút đầu tư và xây dựng khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Đến nay, khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút 14 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đến nay đã có 5 dự án đi vào hoạt động ổn định và 9 dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội một số kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển khu kinh tế Thái Bình, đồng thời nhấn mạnh khu kinh tế Thái Bình hiện nay là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đây là khu công nghiệp được tỉnh định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi tuần hoàn cho giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. Thái Bình đặt mục tiêu năm nay sẽ thu hút vốn FDI vào tỉnh là trên 1 tỷ đô la Mỹ và riêng khu công nghiệp Liên Hà Thái phải thu hút được từ 700 triệu đô la Mỹ trở lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thái Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thái Bình rất là vui mừng được vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí đến thăm và làm việc tại khu công nghiệp Liên Hà Thái. Thì chúng tôi xin báo cáo ngắn gọn một số kết quả như vậy. Trân trọng kính mong Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ cho Thái Bình để Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh cái tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới, cũng như là đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là thu hút FDI, và trong đó tạo điều kiện cho Thái Bình tiếp tục xây dựng, mở rộng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, đặc biệt trong khu kinh tế, trong đó có chỉ tiêu về đất công nghiệp đang là một cái điểm vướng, điểm nghẽn lớn không chỉ của Thái Bình mà của cả nước. Kính mong Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí hết sức quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và chúc mừng những kết quả bước đầu mà khu công nghiệp Liên Hà Thái đạt được, đồng thời cho biết trước đây khi nhắc đến Thái Bình là nhắc đến vùng đất trồng lúa, nhưng hiện nay Thái Bình đang chuyển đổi và có những bước phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế và công nghiệp. Tư duy phát triển hiện nay của Thái Bình đã khác, vừa củng cố vai trò trụ đỡ của nông nghiệp, vừa phát huy các lợi thế của địa phương, nhất là sự lan tỏa của các trục kinh tế phát triển rất mạnh hiện nay như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Đồng thời tin tưởng vị thế của Thái Bình hiện nay đã khác và kỳ vọng sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai mục tiêu 100 năm đã được Đảng đề ra tại nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 và đánh giá Thái Bình những năm gần đây đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, nằm trong top cao của cả nước. Tuy nhiên, với quy mô kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, để vượt lên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số mỗi năm. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quy hoạch và định hướng phát triển của khu công nghiệp Liên Hà Thái đã gắn công nghiệp hóa với đô thị hóa và dịch vụ. Đây là hình mẫu phát triển quan trọng, lại đặt trong tổng thể khu kinh tế Thái Bình với diện tích hơn 30.000 ha. Chủ tịch Quốc hội tin rằng đây là nền tảng phát triển tốt và Thái Bình đã thực sự sẵn sàng dọn tổ lớn để đón đại bàng. Cái khu kinh tế này là một trong những điển hình mà ta làm thành công, kết hợp được nhiều thứ, vừa công nghiệp hóa nhưng mà lại gắn với đô thị hóa. Ở đây hơn 8.000 hecta đất của các khu công nghiệp nhưng mà có 5.500 hecta đất của đô thị và dân cư nông thôn và nông nghiệp tập trung. Và giữa các cái khu công nghiệp này lại có cả khu nhà ở xã hội ở trong đấy, kết hợp rất chặt chẽ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa. Và nó gắn giữa công nghiệp với dịch vụ này. Du lịch và dịch vụ tập trung cũng hơn 3.000 hecta. Thì hình mẫu này là hình mẫu rất là quan trọng, cho nên từng cái khu này là phải đặt trong tổng thể cái khu kinh tế của tỉnh hơn 30.000 hecta, rất là quý. Và tôi tin là với cái tốc độ tăng trưởng như thế này, cái nền tảng bây giờ là sẽ sang một giai đoạn phát triển mới của Thái Bình đấy, đúng không? Thì các nhà đầu tư phải cố gắng nỗ lực cái này thôi. Muốn có cá to thì phải có ao sâu. Miền Bắc thì mà muốn có đại bàng thì phải có tổ lớn.
Thế bây giờ tổ khá lớn đấy này. Tổ đến 30.000 hecta cơ mà. Thì chúng tôi thấy cái tiềm năng sẽ rất là lớn. Và mình trên cơ sở cái nền tảng này chúng tôi tin là Thái Bình sẽ phát triển tốt. Mấy năm còn lại là tốc độ là phải tăng nhanh hơn. Phải hai con số. Phải trên 10%. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết khi thông qua quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, Quốc hội đã cho phép khi cần thiết thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu đất công nghiệp cho những địa phương có năng lực và thực hiện tốt. Khi Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định ngay bởi nền tảng pháp lý đã có và việc điều chỉnh này là cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, qua đó giúp các địa phương tăng tốc phát triển, thúc đẩy thu đầu tư, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Bởi vì là có khu công nghiệp thì mà có công ăn, có việc làm, đúng không? Có thu nhập cho ngân sách, cho thu của người lao động, có tăng trưởng GDP, có tăng trưởng về ngân sách. Thái Bình mà bây giờ báo cáo chỉ là câu lạc bộ 10.000 tỷ là ngân sách là vững vàng rồi. Mà hay lúa bây giờ mười mấy nghìn tỷ nên là rất kìa. Nhưng mà nông nghiệp vẫn là nền tảng đấy. Trong này những cái đầu tư trong khu kinh tế này phải nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tập trung công nghệ cao này, để phối hợp với nhau này, thì tôi thấy mô hình này rất là tốt. Đấy, bây giờ làm nào đó phải cho nó khởi sắc thật sự lên, kêu gọi thu hút đầu tư các nhà đầu tư, để các bộ ngành trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ. Thì đầu năm mới cũng đón xuân mới, lại đón xuân Giáp Thìn, rồi Tết cổ truyền này. Chúc các ông chí sức khỏe và thành công hơn nữa. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng thành viên đoàn công tác đã trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại khu công nghiệp Liên Hà Thái. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trồng cây lưu niệm tại khu công nghiệp Liên Hà Thái và tới thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Osung Vina Thái Bình, thăm hỏi tình hình làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động, đề nghị lãnh đạo công ty bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động để họ yên tâm làm việc, đóng góp cho sự phát triển của công ty, đồng thời chúc lãnh đạo công ty, người lao động và gia đình bước sang năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc dồi dào sức khỏe, tiếp tục đạt nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các thông tin về hoạt động thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chiều nay, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 xã của huyện Kiến Sương. Đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cùng các nhà tài trợ đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về, đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm chia sẻ của các cấp hội nông dân và nhà tài trợ trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, chính sách an sinh xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, được thực hiện xuyên suốt qua các thời kỳ. Đồng chí mong muốn các hộ nghèo được nhận quà sẽ đón Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc, vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Sáng nay, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ với chủ đề kết nối yêu thương, tặng 596 suất quà cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở các công đoàn cơ sở, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, huyện Đông Hưng tổ chức khánh thành trao hai nhà tình thương tặng gia đình chị Nguyễn Thị Dung là hộ cận nghèo ở thôn Kim Châu 1, xã An Châu và gia đình anh Lại Duy Nghĩa là hộ nghèo ở thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân. Mỗi căn nhà được quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 60 triệu đồng. Tại buổi khánh thành, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và huyện Đông Hưng cùng chính quyền địa phương tặng nhiều phần quà để gia đình chị Dung, anh Nghĩa sớm ổn định cuộc sống trước mắt đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm yên vui. Thưa quý vị và các bạn, càng gần Tết Nguyên đán, không khí lao động sản xuất tại các làng nghề lại càng nhộn nhịp. Với các hộ sản xuất bánh đa ở huyện Quỳnh Phụ, những ngày này ai cũng tất bật chạy đua với thời gian để kịp đơn hàng giao cho khách. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đây là một trong những cơ sở sản xuất bánh đa quy mô lớn ở thôn Dụ Đại, xã Đông Hải. Thông thường mỗi ngày cơ sở này cung cấp từ 4 đến 5 tấn bánh đa ra thị trường. Những tháng cuối năm, đơn hàng tăng đáng kể, cơ sở phải tăng công suất, thuê thêm các gia đình trong thôn cùng sản xuất bánh đa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dịp Tết thì nhu cầu sản xuất bánh đa và tiêu thụ bánh đa của nhà mình được tăng lên. Mình cũng làm thêm được khoảng 20% bánh đa so với ngày thường. Máy móc nhà mình cũng phải chạy hết công suất, vì thường thì mình chỉ chạy trong vòng 2 ca, 16 tiếng, nhưng mà Tết mình phải chạy 24/24 để đủ sản lượng. Quỳnh Phụ tự hào với thương hiệu sản phẩm bánh đa Quỳnh Côi. Đây là sản vật nổi tiếng khắp cả nước bởi chất lượng nổi trội không thể lẫn với bất kỳ bánh đa của vùng quê nào. Bánh đa Quỳnh Côi có hai loại, gồm sợi có màu nâu như gạch cua, bà con thường gọi là bánh đa cua, và sợi có màu trắng. Dù màu nào thì sợi bánh khi được chế biến để ăn đều giữ được độ giòn dai, đậm đà, không bị nhão bở. Cũng bởi thế, ngoài cung cấp cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn huyện, sản phẩm này được nhiều người đặt mua để làm quà Tết biếu tặng người thân. Nhu cầu hàng hóa thì hiện tại là đang tăng lên rồi. Chính vì thế mà nhà tôi mới đang nhập gạo nhiều hơn và gia tăng sản xuất nhiều hơn để làm sao phục vụ được cho khách hàng, đủ nhu cầu của khách hàng. Những năm qua, giá gạo nguyên liệu đầu vào sản xuất bánh đa tăng cao. Vì thế giá bán sản phẩm dịp Tết này cũng có cao hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng 1 kg. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến sức tiêu thụ sản phẩm. Bánh đa làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó. Công việc thì về Tết chúng ta cũng bận rộn thế đấy, chị em cố gắng. Tối thì có những hôm mà chúng tôi cũng làm thêm để kịp hàng cho khách. Sản xuất với số lượng lớn, song chất lượng sản phẩm luôn được các cơ sở sản xuất bánh đa coi trọng. Đó cũng là cách để người dân nơi đây có được những mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Chuyển sang các tin tức khác, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình thảo luận về dự thảo cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình giai đoạn 2000-2020. Để tiếp tục hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình, các đại biểu đề nghị ban biên soạn tiếp tục bổ sung và làm phong phú thêm một số thông tin tư liệu về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Thái Bình trong 20 năm qua. Theo kế hoạch, cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình giai đoạn 2000-2020 tổ chức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã và 20 năm thành lập thành phố Thái Bình. Một thông tin y tế đáng chú ý, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong năm qua, Thái Bình ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 585 ca nội sinh. Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đã được kiểm soát. Song với đặc điểm của virus đanh và các yếu tố nguy cơ, ngành y tế dự báo sốt xuất huyết có thể gia tăng trong năm 2024. Do đó, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, giám sát, xử lý ổ dịch ngay từ đầu năm nhằm hạn chế số ca mắc trong cộng đồng. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.